Nghệ sĩ Tú Mỹ Duyên là một trong những gương mặt quen thuộc với các khán giả thông qua nhiều vở kịch sân khấu và bộ phim truyền hình. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, nữ diễn viên còn cuộc sống hạnh phúc bên chồng Việt Kiều và con trai. Mới đây nhất, nghệ sĩ Tú Mỹ Duyên đã có chia sẻ về những thỏa thuận khi bước vào cuộc hôn nhân với chồng. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết, khi bước vào cuộc hôn nhân với chồng, tôi cũng đã thỏa thuận với anh. Nếu mà anh chấp nhận được thì tiến đến, còn không thì thôi chia tay liền ngay tại đây luôn. Tôi đã nói là tôi không thể bỏ nghề được, nhưng tôi sẽ luôn hết lòng vì gia đình. Tôi không bao giờ xuống bếp, tôi không biết nấu ăn, nhưng mà ngược lại tôi thích ăn ngon. Đến với nhau thì chắc chắn rằng sẽ có người phải vào bếp, có người phải dọn dẹp. Mình làm sao để chăm lo cho con cái, làm sao cho nhà cửa sạch đẹp, phải quán xuyến hết tất cả chuyện gia đình. Tôi không cần làm chủ gia đình, tôi chỉ làm điều đó một thời gian ngắn thôi. Thời gian dài khi mà người ta định hình lại rồi đó thì sẽ là một chuyện lớn. Vì vậy, tất cả mọi thứ cũng phải đến từ hai phía. Theo tìm hiểu, nghệ sĩ Tú Mỹ Duyên và chồng là Việt Kiều Đức tên Hoàng Công Phước, kết hôn vào năm 2014 khi con trai đã 2 tuổi. Trải qua 10 năm chung sống, nữ diễn viên được chồng ủng hộ theo đuổi con đường nghệ thuật. Những năm gần đây, nghệ sĩ Tú Mỹ Duyên và chồng sống xa nhau do ông xã chuyển sang kinh doanh nông trại ở Đồng Nai. Anh chỉ về nhà vài ngày, thời gian còn lại đều trong năm vườn tược. Dù đôi khi xảy ra cãi vã, tuy nhiên cả hai vợ chồng luôn cố gắng thấu hiểu để cùng nhau nuôi dạy con trai. Gia đình tôi đôi khi có tranh cãi lục đục riêng, ông xã người gốc Huế nên khó tính, còn con trai đang tuổi trưởng thành nên cá tính và sẵn sàng tranh luận. Tôi đứng giữa để dung hòa các mối quan hệ, kéo mọi thứ về mức ổn định. Chồng tôi mấy năm qua chuyển sang kinh doanh nông trại ở Đồng Nai, anh chỉ về nhà vài ngày, thời gian còn lại đều trong năm vườn tược. Anh là Việt Kiều nên sống kỷ luật, tuân thủ giờ giấc 21 giờ đi ngủ, 5 giờ sáng dậy. Còn tôi nghệ sĩ nên về nhà khuya, ngủ dậy rất trễ. Phần lớn sinh hoạt trái ngược nhau nên không thường xuyên gặp mặt hay trò chuyện nhiều. Tôi và anh luôn để cho nhau không gian riêng. Chẳng hạn khi tôi quay phim, anh có thể đến bất cứ lúc nào. Ngược lại, những người bạn của anh thì tôi đều biết. Ở xa nhau đôi khi là điều hay, bởi cả hai cần khoảng lặng. Tôi nghĩ vợ chồng không nhất thiết lúc nào phải dính lấy nhau, bởi hai con người là hai cá thể độc lập. Một mình tôi có thể làm điều yêu thích, tìm kiếm sự tự do riêng, có thể nhờ suy nghĩ đó mà hôn nhân vững bền đến hôm nay. Không ở gần chồng, song Mỹ Duyên cho biết cô tin tưởng anh và tôn trọng không gian riêng của nhau. Chúng tôi vẫn dành cho nhau sự lãng mạn riêng tư, các bữa ăn gia đình ấm cúng giúp vợ chồng con cái gắn kết hơn. Chồng tôi kiệm lời, thường dùng hành động thay lời nói. Khi có chuyện mâu thuẫn, anh chủ động vào bếp nấu ăn cho vợ xem như lời giảng hòa. Tôi hiểu tính ông xã nên thường vui vẻ cho qua để giữ không khí gia đình hòa thuận. Ông xã rất hiểu biết nên điều gì thắc mắc tôi sẽ tham khảo ý anh. Hay lúc áp lực công việc tôi nói thẳng đừng đụng đến mình, như thế anh tự ý thức để tránh chuyện cự cãi không đáng. Hơn 10 năm hôn nhân, vợ chồng tôi học chữ nhẫn. Tôi hay nói đùa, nếu mình không nhịn chắc tan tành lâu lắm rồi. Người phụ nữ đôi khi nên nhún nhường, hy sinh cho nhà cửa êm ấm. Mỹ Duyên tên thật là Lê Huỳnh Mỹ Duyên, sinh năm 1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ngay từ nhỏ cô đã được định hướng trở thành một diễn viên múa ba lê giống mẹ. Tuy nhiên, nghệ sĩ Tú Mỹ Duyên lại bén duyên với diễn xuất và gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng. Năm 2007, nghệ sĩ Tú Mỹ Duyên được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vì những đóng góp của cô cho nền điện ảnh nước nhà. Ở tuổi 52, nữ diễn viên vẫn chăm chỉ cống hiến tài năng qua nhiều vai diễn tại sân khấu kịch và cả trong các bộ phim truyền hình, phim điện ảnh.